Chị đẹp Hà Kino công khai là người lưỡng tính. Người mẫu Hà Kino công khai bản thân là người lưỡng tính với gia đình, khán giả sau 32 năm giấu kín. Trong tập đầu truyền hình thực tế Miss Universe Việt Nam, Hà Kino thừa nhận là người lưỡng tính, điều cô giấu kín nhiều năm qua. 32 tuổi, tôi mới nhận ra điều khiến bản thân hạnh phúc nhất là được sống thật với chính mình. Tương lai, dù tôi lấy chồng, sinh con hoặc có thể chỉ sống một mình, hay sẽ lấy một phụ nữ thì tất cả điều đó cũng không thể tước đi quyền được trở thành hoa hậu, cô nói. Hà Kino nói trước đây, ngoại hình khác biệt khiến cô tự ti. Chật vật công việc do không được nhiều người công nhận. Khi phá bỏ giới hạn bản thân, cô thấy cuộc sống thoải mái. Người mẫu cho biết tự hào khi công khai giới tính thật và mong gia đình ủng hộ. Lần đầu tại cuộc thi sắc đẹp trong nước, một thí sinh công khai bản thân là người lưỡng tính. Trước đó, tại Miss Universe Philippines, hoa hậu Beatrice Luigi Gomez cũng từng công khai là người lưỡng tính. Cô sau đó thi Miss Universe ở Israel, vào top 5 chung cuộc. Gần đây, Hà Kino bị đồn hẹn hò người đẹp Vũ Thúy Quỳnh. Người mẫu quê Điện Biên sau đó cho biết Hà Kino là thầy dạy cát quát, bạn thân, giúp đỡ cô nhiều trong công việc lẫn cuộc sống. Mỹ nhân 26 tuổi thừa nhận việc cả hai tham gia những cuộc thi, truyền hình thực tế gây chú ý thời gian qua khiến đời tư của họ được khán giả quan tâm. Cô phủ nhận yêu đồng giới cùng bạn thân. Hà Kino sinh năm 1992, quê Hà Nội. Cô từng tham gia Việt Nam Next Top Model 2012, là người mẫu 12 năm qua. Gần đây, cô gây chú ý khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Cô ra về ở công diễn 2 cùng các chị đẹp Quỳnh Nga, Thái Trinh và Phạm Lịch. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.